Xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với Điện tử Tắm Hoa. Và ở video tiếp theo buổi sáng ngày 20 tháng 4 thì bên em tiếp tục test một cặp loa bãi xịn. Và đây là cặp loa B3 HF101. Với dòng loa B3 HF101 này, nó được sở hữu một bát 25, hai chung và hai tép. Và thì bên em test kỹ cặp loa HF101 cho anh Thọ, anh ở Lam Trực, Bình Định. Vâng, anh rất tin tưởng và đã đặt mua bên trung tâm điện tử Tắm Hoa một cặp loa B3 và HF101. Vâng, thì bây giờ là buổi sáng, bên em test kỹ một cặp loa HF101 là cho anh Thọ. Và quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu những cặp loa bãi xịn, những thiết bị âm thanh karaoke, và xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử Tắm Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Bằng trung tâm giao hàng toàn quốc.